Công Thành xin chào quý vị khán thính giả của Người Việt TV đến với chương trình Chuyện Việt Nam thứ năm ngày 1 tháng 8. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Việt Nam chính thức tổ cáo Trung Quốc tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Nhật Bản lần đầu tiên lên tiếng về vụ đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mạng xã hội lan truyền clip nữ nhân viên bị giao kê cổ vẫn quất ngã được tên cướp. Thưa quý vị, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA vào ngày 1 tháng 8 cho biết, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 AMM 52 ở Bangkok, Thái Lan vào chiều ngày 31 tháng 7 đã đả kích Bắc Kinh vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông trong khu vực thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo VOA tại cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Trung Quốc, ông Phạm Bình Minh trong bài phát biểu của mình với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về hoạt động khảo sát của tàu thăm dò hải dương địa chất 8. Và các tàu hộ tống kể từ đầu tháng 7 tới nay ở khu vực Bãi Từ 9. Tiếp theo các hoạt động cải tạo bồi đắp quy mô lớn và quân sự hóa các cấu trúc trên biển Đông. Phó Thủ tướng Việt Nam tố cáo Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông và cáo buộc nước này tiến hành thăm dò dầu khí bất hợp pháp trong vùng biển tranh chấp. Trong khi đó thì ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng có mặt tại thủ đô Thái Lan vào ngày 1 tháng 8 để gặp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN. Ngoại trưởng Mỹ tới Bangkok vài ngày sau khi Washington cáo buộc Trung Quốc phá hoại hòa bình và an ninh với các hành vi quấy rối các nước láng giềng trong khu vực. Trong khi đó thì bất chấp tình hình đối đầu với Việt Nam ở bãi Tư Chính, bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng không có vấn đề gì về tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông. VOA cho biết, mặc dù không nêu tên Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng các quốc gia ngoài khu vực không nên cố tình phóng đại những khác biệt hoặc tranh chấp và đừng cố gắng gieo rắc nghi ngờ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Trong khi đó, thì BBC Việt ngữ cũng dẫn lời ông Vương Nghị nói rằng không nên để các vấn đề trên Biển Đông làm ảnh hưởng tới quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên lên tiếng về vụ đối đầu giữa tàu cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc gần một dàn khoan dầu thăm dò của Nhật Bản ở bãi Tư Chính, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. BBC Việt ngữ dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay, chính phủ Nhật Bản tin rằng vấn đề liên quan đến Biển Đông có liên quan trực tiếp đến hòa bình và ổn định trong khu vực và là mối quan ngại chính đáng của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Nhật Bản. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cũng dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Nhật Bản phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động nào gây căng thẳng ở Biển Đông và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Trung Quốc liên quan đến vấn đề này. Thưa quý vị, trong khi đó thì một nữ nhân viên viễn thông sinh năm 1991 bị kề dao vào cổ nhưng vẫn quật ngã được tên cướp khiến nghi càng phải bỏ chạy. Báo Dân Chí cho biết vào ngày 1 tháng 8, một nam thanh niên giả vờ yêu cầu nữ nhân viên công ty Viettel chuyển tiền. Khi nữ nhân viên này đang thao tác trên máy tính thì nam thanh niên rút dao kê vào cổ cô để cướp tài sản nhưng không thành. Video clip ghi lại hình ảnh vụ cướp đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội vì tên cướp quá liều lĩnh còn nữ nhân viên cửa hàng thì rất dũng cảm. Vụ cướp liều lĩnh này xảy ra tại cửa hàng Viettel nằm trên đường Thạch Lam, đường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Sài Gòn. Khi bị tên cướp kề dao vào cổ thì cô nhân viên đã nắm chặt tay cầm dao của tên cướp, phản kháng kịch liệt và la lên cầu cứu. Trong lúc giằng co thì cả hai ngã xuống nền, khiến con dao trong tay tên cướp văng ra ngoài. Bị rớt dao thì tên cướp chạy ra ngoài nhảy lên xe và tẩu thoát. Theo mô tả của nạn nhân thì tên cướp cao khoảng 1m65, nói giọng miền Nam. Hiện cơ quan cảnh sát đang truy lùng nghi can này thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chuyện việt nam ngày hôm nay công thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau